Rồi, thành công Nhật Bản đi, Đà Lạt. Xin chào tất cả các anh em. Rồi, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2021. Rồi, video này là 246 nha anh em. Anh em nhìn thấy rõ không? 246. Rồi, số điện thoại Zalo là 0931 272 712. Đó, thì hôm nay mình lên cái lô cần câu. Nhưng mà nó cũng hơi ít, chỉ có mười mấy cây thôi. Nên là mình thêm cho anh em một số cái mẫu ví và dây thắt lưng. Cái mẫu ví và dây thắt lưng này là hàng hàng mới nha anh em, hàng mới sản xuất tại Việt Nam. Đây là hàng Việt Nam. Đó, hàng sản xuất tại Việt Nam lấy tại xưởng nha anh em. Thì trong đây đây là hai cái loại ví da cá sấu này. Là da thật luôn nha. Này là cá sấu thật nha. Còn loại này là da cá sấu giả. Da cá sấu thì đây nó cũng có cái loại trơn tru như thế này, mình bỏ cho luôn cho anh em xem luôn. Đó, này là ví cá sấu giả. Rồi, da bò và da cá sấu, còn này là ví da Nappa. Cái dòng ví cái dòng da mà làm cho những các cái xe đắt tiền, xe sang á. Giống như Việt Nam thì có hãng VinFast thì cái bản cao cấp của Lắc SA với Lắc A2.0 thì nó dùng cái bảng full á, là dùng cái da Nappa này này. Da bò ở Bắc Âu, nói chung là da Nappa. Được chưa? Rồi một số mẫu dây này thì hàng hàng da bò 100% nha anh em. Đó, từ rẻ cho đến mắc tiền. Mắc thì cũng không phải là mắc, chỉ có 200 mấy thôi. Còn ví da cá sấu này thì mình đang bán với giá là 350 ngàn một cái. Màu nào cũng vậy. Thôi, cái đó tính sau đi, từ đây. Mã số 1 này, mã số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5, số 6, số 7, số 8. Được chưa? Đó. Này là số 9 luôn. Rồi. Đầu tiên là một cái cây cần Shimano Sun X 2 da, cần tay chợ máy nha anh em. Lô này lô cần tay chợ máy. Máy đây, cần đây. Nó khoen bé tí này. Thì tất cả là dòng cần tay chợ máy á. Tất cả luôn nha. Khoen nó rất là bé. À xin lỗi, đọt nó rất là bé. Dưới 1 ly, chủ yếu là dưới 1 ly nha. Đó. Còn cần nó thì nó rất là thẳng luôn. Này là bu đây. Rất là bé nha. Anh em nào mà kêu là cần này cần tay chợ máy mà yêu cầu nó đọt trên 1 ly thì thôi khỏi 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 không cần hỏi nha, tại vì không có đâu. Nó chủ yếu là dưới 1 ly là chủ yếu, được chưa? Mà cái đọt này rất là chắc luôn, nhỏ nhưng mà rất là chắc. Rồi đây là một cây Sun X 2 da Shimano Sun X luôn nha. Đó, cái cần này thì cái khoen nó nhỏ nên là nó đôi khi rút ra nó hơi hơi ấy. Rồi cần này thì nó có một cái lóng vô này này, lóng này này, lóng thứ ba từ dưới gốc lên, thì mình không hiểu là nó bị cái gì hay là người ta muốn ngắn lại thì người ta quấn như thế này. Đó, mình mở đây cho anh em xem. Đó, nó quấn dài lên một khúc như thế này, khoảng 30 phân ạ. Thì thành cái cần nó ngắn đi mất khoảng 30 phân, 20 phân, 25 phân. Đó, mình không biết là trong này nó bị gì nha, nhưng mà quấn rất là đẹp luôn. Quấn xong đi keo rồi lại rất là tỉ mỉ. Đó. Khi kéo ra thì nó lòi ra như thế này. Đó, không kéo được nữa. Rồi. Này xuống dưới các tấm ở dưới này, xước nhẹ nha, nút cần để đủ em mình lắp cho. Tại nãy mình mở mở đít trước ra mình. Rồi cái này nó có một cái quen để neo cần rồi móc lưỡi rồi này kia đấy. Hàng Shimano sản xuất tại đâu đây, nó có gì không ta? Hàng Shimano thôi nha anh em, rất là nhẹ luôn. Cây này dài là 4,2 m, zin của nó 4,5 m ạ. Bây giờ còn 4,2 m, thằng này thằng tắc.
nặng 150 g, giá là 1,4 triệu, nhưng mà hiện tại nó bị như vậy á, thì cây này mình sẽ bớt cho anh em nha. Thì anh em nào ưng á thì mình sẽ bớt cho giá khoảng trên 1 triệu một tí, anh em nào lấy thì mình để giá khoảng 1,1 triệu cho anh em. Sắn từ đầu đến đuôi luôn nhé, trừ cái khúc đọt này ra, nó hàng rất là đẹp luôn, chỉ bị có chút xíu vào kia thôi. Rồi mã số 1 giá 1,4 triệu, giờ giảm xuống còn 1,1 triệu nha anh em. Rồi tiếp tục mã số 2. Mã số 2, mình nhớ là cái cây này là mình phải 3 4 tháng là mình chưa bán được cây này anh em. Nên là cái cây này mã số 2 giá 800 thì dài 3 mét rưỡi này. Nếu anh em nào lấy cây này thì mình sẽ bớt cho một xíu, giá 800 nha. Đấy, cũng là gần đây chạy máy khoe em bé tí rồi thôi. Cũng sắn hai da đàng hoàng nha. Đấy, từ lâu rồi mình chưa bán được thì mình bớt cho anh em tí cho lấy lọc. Đó. Ok, hàng ngon lành mà. Đây, hàng sẵn ít chai da. Rồi, anh em mua hai cây hoặc là mua một cây này kèm với một cây này bên này thì mình sẽ miễn phí ship cho anh em nha. Còn nếu mà mua ba sản phẩm cho nên thì mình sẽ giảm giá nha anh em. Còn cây này giá là 800, anh em mà lấy thì mình bao ship cho anh em luôn. Đó, giá 800 bao ship nha. Rồi tiếp tục là cây mặt số 3. Cây mặt số 3 là một cây đai hoa, cây này còn rất là mới luôn. Dài 5,4 m, nặng 190 g. Giá là 1,4 triệu. Thẳng tắp nha anh em. Xoắn ít. Rất là đẹp luôn, không có chảy xước gì nha. Quen đây. Rất là đẹp luôn, không có chảy xước gì. Giá là 1,4 triệu, cây này còn như là mới luôn nha anh em. Còn rất là đẹp. Đó, xoắn lên đến trên này luôn. Nó trừ cái khúc đọt này ra là không xoắn thôi. Đó, cây này thì cái đầu bu của nó gãy rồi. Nhưng mà anh em lấy thì cắt đi đến đây. Cắt đến đây là thành đó, lấy cái khoen này làm đầu bu luôn. Được chưa? Cần tay chạm máy mà quen nó đầu bu nó nhỏ nhỏ như nhau rồi. Ok anh em, giá 1,4 triệu nha. Mà số 3 giá 1,4 triệu. Tiếp tục mà số 4. Mà số 4 là một cây dài 4,5 m, giờ còn 4,4 m, nặng 130 g, giá là 1,1 triệu, hàng Olympic nha anh em. Olympic DX dài 4,5 m này, độ cứng là 1 này, DX này. Dơ, cây này là dơ nha, chỗ này là dơ nha, chứ không phải là chảy xước đâu. Cây này cũng còn rất là đẹp luôn, độ mới khoảng 90% đấy, trên 90% đấy, là bu đầy đủ, không chảy xước gì nhiều nha anh em. Này dơ keo kia thôi, lau chùi đi là được. Đó ha, lau đi là sạch thôi, mình nhiều việc nên không có làm được. Rồi mã số 4 giá 1,4 triệu. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là một cây dài 3,5 m, nặng 100 g, giá 900. Hàng đầy hoa nha anh em. Nó đầy hoa. Bát đầy hoa luôn. Rồi độ cứng 1, dài 3,6 m, zin của nó 3,6 m. Cây này cũng xoắn ít này anh em này. Đó, xoắn ít này anh em nhìn thấy không? Khá đẹp đấy giờ. Xoắn hai lóng thôi, còn hai lóng thì không xoắn nha. Đấy, khỏe đây. Rồi, cây mã số 5 này giá là 900 nha anh em. Tiếp tục là cây mã số 6. Cây mã số 6 là giá 800, dài 4,5 m, giờ còn 4,4 m. Cây này thì nó cũng thẳng tắp thôi, 170 g, nhưng mà nó hơi chảy. Đó, cây mới chảy này. Nó hơi chảy nên mình để anh em giá 800. Nó xả cho anh em luôn.
em thấy không, chảy nha. Rồi giá 800 nha anh em. Mã số 6, tiếp tục mã số 7. Mã số 7 là một cây Nissin. Ui, hàng Nissin thì khá xịn sò rồi. Pat Fuji. Rồi cây này giá cũng 900 luôn anh em ạ. Mã số 7 giá 900, dài 39 giá 900 luôn. Black. Black gì đây? Không đọc được. Đó, cây này dài 39 nha, nguyên zin nha, dài 39 nha. Đây là dơ này. Quen này, cần này. Không có chảy xước gì anh em ạ. Này chỉ có một cái là cái chỗ này thì keo nó đắp hơi xấu tí thôi. Còn lại là trên tổng thể thì rất là đẹp. Rồi giá 900 rất là rẻ luôn, rất là hợp lý luôn. Này cũng keo này. Đó, dơ nhé. Về lau chùi sạch sẽ đi là nó lại như mới thôi mà. Tiếp tục là cây mà số 8. Cây mà số 8 dài 4m6, 3m6 đến 4m6. Ồ, cây này hai chế độ à? À, cây này có chế độ zoom anh em này. Cây này hai chế độ nha. Đó, 4m6 UB nha. Giá là 1.400.000. Nặng có 150g, chù chà quá nhẹ. Cái này cũng có chảy xước này. Để mình coi có chảy xước nhiều không, có thể bớt không. Cái này còn khá là mới. Trên này khá là mới luôn. Ồ. Cái đầu đồng này rất là đẹp luôn. Đó, đầu đấy nhét vào đây để làm chế độ zoom á. Rất là đẹp luôn. Cây này giá 1.400.000 nha anh em. Đó là chỉ có chảy xước chỗ này chút xíu thôi. Thằng tắp 46 36 hai chế độ nha. Rồi cây này giá 1.400.000 nha anh em. Mã số 8 giá 1.400.000, rất là đẹp luôn, hàng Ruby. Tiếp tục là cây mà số 9 giá 1.200.000, dài 5m1 nha anh em. Zin của nó 5m4 này. Nặng 200g. Riêng cái dòng cần này thì anh em có thể lấy về hạ làm cần tay thì rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ và đảm bảo rất là thẳng, không có võng đâu. Dù 6m3 hay 5m mấy thì nó cũng thẳng tắp. Mà còn rất là nhẹ cái dòng cần tay chợ máy này. Rất là thích cái điều đó. Rất là nhiều anh em là lấy về để hạ cần tay. Cái này thì cũng không có chảy xước gì hết. Hàng đẹp. À, cây này đợt lớn này. Đầu đọt này chắc cỡ 1 ly. Hơn 1 ly. À, đọt 1 ly 1 chính xác luôn. Carbon. Đấy, hàng này rất là đẹp nha. Cái này rất là thẳng nha. Rồi dài 5m1 giá 1.100.000. Xin lỗi, 1.200.000. Tiếp tục là cây mã số 3 cái cây này nè. Cùng là hàng Suyumi hết nha anh em. Cùng là hàng Suyumi hết. Đó. Hai cây 4m5, một cây là độ cứng 1, một cây độ cứng 2 và một cây là 3m6 độ cứng 1. Đó. Mã số là 10 mã số 10 nha. Nó Bát Fuji. Rất là đẹp. Thẳng tắp. Mới kem. Cây này còn rất là mới luôn. Cây này không chảy xước luôn nha anh em. Đó, cây này giá là 1.200.000. Tiếp tục là cây mã số 11 cũng như vậy, nhưng mà độ cứng nó cứng hơn xíu, đọt nó to hơn xíu. Đó, cán đây. Ui giờ bột keo gì đây. Đó, anh em về lau chùi đi, mình chưa lau chùi luôn đó.
Đó, bột này dính tùm lum hết. Cây này thì nó có sức sát hơn cái cây hồi nãy, có sức sát hơn một xíu. Rồi cái đọt thì nó cũng xem vậy thôi. Rồi cây này dài là 4,5 m, còn nguyên zin nha anh em, zin luôn, giá là 1,1 triệu. Cây này nó hơi sức hơn nên mình để giá 1,1 triệu nha anh em. Tiếp tục là cây mã số 12. Cây mã số 12 dài chỉ có 36 thôi, mình để anh em 9,5 triệu. Nó Batuji keo, hàng rất là mới luôn. Nó anh em nào mà ưng lấy cả lô 3 cây này, cả bộ 3 cây này luôn thì mình bớt cho chút đỉnh nha anh em. Đó, nếu anh em nào mà lấy 3 cây này, lấy 3 cây luôn, mình tặng cho cái ví da Napa. Ví da Napa luôn nha anh em. Nó lấy 3 cây tặng cái ví da Napa. Rồi. Ok anh em, đó là xong cái phần cần tay chợ máy. Giờ tiếp tục là mình có 4 cây dây trong. Đây, 4 cây dây trong. Rồi cây này dài 3 mét nha anh em. Mã số 13, giá 500. Hàng dây trong nha, độ cứng cây này thì nó độ cứng 20. Này, là bu đây. Quen. Đó, độ cứng 30 này là cái đọt nó độ cứng 20 này. Là bu này, sứ vẫn còn này. Rồi, mã số này là số 13 giá 500 nha. Tiếp tục 14 giá 500. Cây này cũng là một cây dây trong rất là nhỏ. Rồi, nhưng mà người ta như tháo ra để làm cần tay á. Cây này thì nó hơi võng tí, nó võng, nói chung là nó võng, nó nhẹ, nó dẻo. Như bằng ngón tay út mình thôi mà dài 4,7 m lận. Đây đây nó có cái bát máy này. Đó, dấu bát máy này. Anh em thích chứ thì lấy cây này về á, thì nói mình gửi cho một cái bát máy nữa, 1 đến 2 cái bát máy gì cũng được. Anh em về độ sau. Anh em về tự độ, còn lại không thì để như vậy làm cần tay. Thì cây này giá 500 thì dài 4,7 m nha anh em, giá 500. Hàng nội địa Nhật. Lòng cước ra đừng cái lỗ này, này khá là phê á. Rồi ok anh em nha, mã số 14 giá 500. Rồi tiếp tục là hai cây này cũng là một cặp luôn. Hai cây này là một cây, hai cây 36 hết nha anh em. Đó, cây mã số 15 là giá 8,5 triệu, cây mã số 16 giá cũng 8,5 triệu luôn. Này cây này thì cái keo nó bong ra này. Đó, nó bong cái keo ra, keo trong giống cái này này, bong cái keo trong ra. À không phải, cái này là người ta đổ đổ thành cái bát máy luôn. Nó có cái bát máy này, tức là cái này nó chỉ quấn quấn dây trên đây thôi, nhưng còn cái này là người ta đổ thêm cái bát máy nữa. Anh em nào mà thích chứ thì nói mình lấy cái này thì mình cho thêm cái bát này, anh em về tự đổ tự quấn lên khá đơn giản. Rồi nó có thể quấn cước vô đây, họ cũng có thể là dùng máy nha. Đây cái lỗ khoen đây. Đó. Rồi độ mới thì nó có thể là ngang nhau á. Rồi ok anh em, rồi xong phần cần nha. Hai cây này giá là 8,5 triệu một cây nha. Rồi tiếp tục qua cái dòng ví mã số 1 này. Mã số 1 là một cái loại ví da cá sấu vân bụng nha. Ở ngoài là vân cá sấu, ví cá sấu, da cá sấu 100% nha, ở ngoài nha. Còn ở trong này này, ở trong này là da bò nha anh em. Nó có cái ngăn thông dụng giống như là bình thường thôi. Đó, để hình để đồ này, để thẻ, để cạc đồ. Rồi cái này là giá 350 nha, là có cả hộp nha. Hộp này là đó, giá 350.
Rồi. Mã số 2. Số 2 là cái ví da Nappa giống hồi nãy mình nói rồi đó. Da này là da chuyên bọc cho các cái dòng xe cao cấp nhé, ghế của cái dòng xe cao cấp. Thì ngoài là da Nappa như thế này. Ở trong thì cũng các lớp da bò bình thường này như thế này. Đó, hình như trong này cũng là da Nappa thì phải. Đúng rồi. À, mẹ đi tìm đồ thôi, mẹ không bắt luôn thuốc Đó. đâu. Cái này là giá 250 nha. 250. Được chưa? Nó có màu đen và màu nâu, da Nappa nha, hai cái giống nhau. Rồi tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 thì nó là cũng là ví da cá sấu 100%. Đây là cái nguyên cái chân của cái con cá sấu anh em thấy này. À, Đó, mẹ cướp bốn thuốc cái à? móng của cái chân cá sấu này. Này, nó nối này. Nó cái phần này là phần móng. Còn này là người ta phải nối thêm vào đây thì mới được cái chân nó để nhìn như thế này. Đó. Ở trong thì cũng có các ngăn giống như bình thường thôi, bằng da bò. Đấy. Rồi, tí này cũng giá 350 nha anh em. Nó có hai màu, màu này và màu đỏ. Như màu đỏ giống này này, màu nâu đỏ. Còn này là màu nâu bò. Này màu đỏ, gọi màu đỏ. Nó nâu nâu, đỏ đỏ như thế này thôi. Rồi, tiếp tục. 1, 2, 3, rồi đến mã số 4. Mã số 4 là giả da cá sấu nha anh em. Dạ sao có xấu thì nó có cái vân như thế này. Mà cái loại nó nguyên cái đầu con cá sấu như thế này. Đó, nguyên con cá sấu như thế này luôn. Người giả da cá sấu nha. Da bò 100%. Đấy, da bò 100% nhưng được dập vân cá sấu. Trong này cũng da hết nha anh em, chứ không có phải là lót vải giống như một số 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 ví khác nha, một số ví khác ở trong đây nhìn lót vải nhìn rất là tởm. Không phải là ấy, nhưng mà theo cái thẩm mỹ của mình thì mình không thích, chứ nó tởm thì nó cũng không không đúng, mình không thích nên là mình nói như vậy. Còn số anh em thích thì nó lại khác. Đó, rồi dòng da nha, rất là bền luôn. Rồi cái này thì giá là 200 nha anh em, 200 một cái. À, xin lỗi. Rồi, 200 một cái. Mình đang tính là làm luôn cả cái này combo luôn là 250. Đó. Rồi, nguyên combo này nha. Đó, cái này cho là mã số số 3 đi. À, 1 2 3 mã số 4 đi. Một ví và một cái dây đây này dây da bò, nhưng mà da bò nó không có, da bò cắt giống như ở ngoài hội chợ đó anh em. Đó thì cái này cũng là da bò nha. Đó một ví và một dây này là mình để giá là 150. Tất cả chưa bao gồm ví ship nha. Đó là hai cái này như thế này. Đó một cái ví và một cái dây thắt lưng này giá 150. Da bò thật nha, này hợp kim nha. Đó, tính mã số 4 nha. Rồi mã số 5 là dòng dây da bò hai lớp ép lại dập phần cá sấu, dập vân cá sấu chứ không phải là da cá sấu nha anh em. Đó, nó có màu nâu và màu màu vàng. Nó màu nâu và màu vàng như thế này, da rất là mềm luôn. Xài 2 3 năm là bình thường, không vấn đề gì hết. Đấy. Còn đây là mã số số 6. Mã số 6 là một cái dây dây này càng xài càng bóng, là cái dòng dây này này, nó càng xài càng bóng, gọi là dây gì mình quên rồi. Dây sáp, đúng rồi. Dây sáp. Anh em có thể để cái này hoặc cũng có thể cắt nó ra luôn, để mặt đồng thôi. Đồng này đồng nguyên khối, đồng đúc nguyên khối nha anh em. Cam kết với anh em nếu anh em về mà cắt ra không phải đồng á, mình đền gấp 100 lần cho anh em. Đấy, cái này hàng gì đây? Tem mác mác in USA này. Đó, cái này mà trên trên các shop là nó bán chắc phải 5 600, hàng hàng USA mà, hàng Mỹ mà. Đó, nhưng mà cái này là hàng mình bán giá 250. 250, 250. Cái này 250, này 250, này 250. Dòng dây thắt lưng là 4 mẫu này là 250, chỉ có ví này là 150, kèm ví là 150. Nhưng anh em lấy một bộ luôn thì mình để anh em 250.
Nó còn Visa này cũng 250, còn chỉ có vào cái 6 này thì 350. Nó chỉ có ba loại giá nha, 250, 350 và 150. Đó. Ok. Tiếp tục là dòng dây này là dây gọi là dây cháy. Dây cũng khá là mềm luôn. Này anh em đốt thoải mái nha, đấy là dòng da này thì anh em đốt thoải mái nha. Đó, còn này đồng này, đồng đúc này, cái này thì đồng này, mặt đồng này nặng hơn. Đồng này rồi đây cũng đồng nữa. Mình có một cái video mình cắt ra nó là ở trong là đồng luôn, anh em có thể xem trên trên kênh. Đó, con này mình không cắt. Đó, cái này ở trong các shop thì nó trên cái tem mác nữa, nó không bán 6-700 là bình thường rồi, ok nha, thậm chí là tiền triệu. Tiếp tục là một cái dây, anh em nào không thích mặt kia thì có thể dùng cái mặt khóa này. Cái này là dây ba lớp nha, nó ba lớp may rất là tỷ mỉ luôn, da bò 100% luôn anh em ạ. Đó, anh em về có dài ngắn gì anh em cắt chỗ này, anh em là dùng thì biết rồi. Khóa cao cấp nha, mặt khóa cao cấp á, rồi cũng 250 luôn. Rồi anh em ưng cái mẫu nào á thì vui lòng inbox số điện thoại Zalo cho mình, số điện thoại là 0931272712, mình sẽ gửi ví hoặc là cần câu dây thắt lưng cho anh em. Anh em nào mua từ hai sản phẩm trở lên thì mình sẽ bao ship cho anh em, trừ cái này ra, được chưa, trừ cái này ra. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh em ạ.